Vâng, xin mến chào quý cô chú anh chị. Mình xin giới thiệu mình là Thanh Bình đến từ 6Hit Music. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho quý cô chú anh chị một siêu phẩm đến từ thương hiệu guitar Yamaha. Và cây đàn trên tay mình đang cầm là cây đàn nằm trong top siêu phẩm của hãng, với số model là Yamaha L6-1. Thì nói sơ qua về dòng L6-1 này, thì đây là cây đàn được sản xuất vào năm 1977. Kể đến thời điểm bây giờ thì nó cũng trải qua tầm 40 mấy năm rồi ha. Và vào thời điểm đó thì cây đàn này được sản xuất tại phân xưởng Hamamatsu và được giám sát sản xuất trực tiếp bởi nghệ nhân guitar chứ danh Tori Nakamoto đó. Cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm về cấu hình và chất lượng của cây đàn này, rất là tuyệt vời. Thì xét về phần thiết kế tổng quan thì cây đàn này được sản xuất và thiết kế với kiểu dáng là dáng thùng đầy như thế này. Và dáng thùng này là dáng thùng jumbo đó, chứ không phải là dáng direct note như anh em lầm tưởng ha. Đó, thùng nó rất là to đó. Với cái dáng thùng jumbo như thế này thì âm thanh của nó chúng ta có thể tự tin là rất là vang, rất là sâu và rất là đầy. Với âm thanh này thì nó phù hợp cho những cô chú anh chị thích chơi nhạc Việt Nam và dòng nhạc Á Đông, nó rất là tuyệt vời ha. Thì chính vì cây đàn này nằm trong phân khúc L cho nên nó được xét vào những cây đàn ở mức độ là cao cấp, và nó cao cấp hơn những cây đàn ở dòng FG đó, rất là tuyệt vời. Với siêu phẩm L6-1 này thì về chất lượng và cấu hình của nó thì chúng ta có thể tự tin để mà so sánh với những cây đàn Grand Concert Guitar. Và theo thông tin mà mình nắm bắt trên các trang web của hãng thì cây đàn này có cái âm thanh và chất lượng chúng ta có thể tự tin đọ sức với những cây đàn có giá trị tầm 3.000 đô ở thị trường đàn mới hiện tại ha. Đó là thông tin mà mình nắm được trên các trang web của hãng. Điều với một siêu phẩm như thế này thì chắc chắn nó sẽ ăn đứt âm thanh của những cây đàn luthier max, đó là những cây đàn nghệ nhân làm. Để cho ra một cây đàn chất lượng như thế này thì nó trải qua một khâu kiểm duyệt và thẩm định chất lượng rất là chặt chẽ và được giám sát trực tiếp bởi ông Tori Nakamoto. Đó, cho nên khi sở hữu cây này thì chúng ta có thể hiểu là chúng ta sở hữu một cây bảo kiếm rất là tuyệt vời. Chính cây đàn guitar L6-1 này đã được nghệ sĩ guitar chứ danh Bob Dylan, ông đã tin dùng và sử dụng biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ trong khoảng 10 năm. Thì điều đó chứng tỏ cho chúng ta thấy là ông rất là mê mẩn cây đàn này. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ nói đến phần cấu hình của cây đàn này. Thì cây đàn này sở hữu mặt top phía trước là mặt top solid spruce ezo nguyên tấm, có nghĩa là cây đàn này được làm từ gỗ thịt 100%. Đó, rất là tuyệt vời ha. Và ngay cả miếng dán cũng là miếng dán zinc của đàn luôn, từ con ngựa cho tới cái nút giữ phím đàn. Đó, từ zinc 100%. Phần hông đàn và phần lưng đàn thì được làm từ gỗ Indian rosewood, hay nói một cách cho nó dễ hiểu hơn đó là gỗ cẩm lai Ấn Độ. Thì như mình vẫn thường hay nói thì những cây đàn mà cao cấp người ta luôn chọn cái gỗ cẩm lai Ấn Độ để người ta làm, vì nó cho ra cái chất lượng âm thanh nó tuyệt vời, rất là hay. Và bên cạnh đó thì cái độ bền của nó cũng rất là tốt ha. Trải qua 40 mấy năm nhưng cây đàn nó vẫn chắc chắn và đẹp như thế này. Rồi, tiếp nữa là cái mặt phím của đàn và cầu ngựa ở phía dưới được làm từ gỗ Ebony. Chúng ta có thể thấy là Ebony nó luôn nằm trên những cây đàn có giá trị cao. Đó, nó rất là đẹp. Mặt phím nó đen bóng tự nhiên ha. Một điều mình rất là thích thú ở cây đàn này đó chính là cái bộ khóa của cây đàn này. Nó là khóa zin ha, 40 mấy năm nhưng cái bộ khóa nó vẫn rất là đẹp nha. Mình đã từng cầm rất là nhiều cây L6-1 rồi, nhưng mà phải công nhận một điều là cây mình đang cầm nó có bộ khóa rất là đẹp, nó còn rất là mới luôn.
tuyệt vời nha. Dây được gắn trên đàn hiện tại đó là dây Elixir của Mỹ. Thì dây này là dây do mình thay ha, chứ còn mà dây của đàn mà dây zin từ thời đó tới giờ thì chắc chắn là một điều chúng ta không thể giữ được rồi. Tuyệt vời. Action của đàn thấp, êm tay. Thêm một điều thú vị nữa là cây đàn này vẫn còn giữ được nguyên cái hộp zin của nó ha, hộp zin Yamaha với logo Yamaha ở đây. Rất là tuyệt vời. Đây là bên trong của nó ha. Rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể hiểu đây là cái công cụ để mà bảo vệ cây đàn, để mà bảo quản cây đàn. Thì cây đàn có thể mới nhưng mà cái hộp mới là cái điều không thể ha. Nó trải qua chừng đó năm thì tất nhiên là cái hộp nó có cũ đi rồi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ xét về phần âm thanh của cây đàn này ha. Với cái âm thanh này thì chúng ta dùng để đệm hát hoặc là đánh solo, đánh finger style thì rất là tuyệt nhé. Rồi và bây giờ mình sẽ thử quạt để anh em nghe cái âm thanh khi mình quạt nó như thế nào nha. Đó là quạt ở những ngang dưới thấp ha. Và bây giờ quạt thử những ngang trên cao nhé. Đến khi chúng ta bấm hộp âm chặn để quạt thì tiếng nó vẫn rất là tròn trịa, đầy đặn và không bị méo tiếng hoặc là không bị câm tiếng ha. Ok, thử solo vài nốt. Cái tiếng harmonic rất là rõ nha. Với cái action thấp như thế này thì chúng ta tự tin chơi ở những ngang trên cao mà nó không sợ bị đau tay hoặc là bị rè tiếng hoặc câm tiếng nha. Tiếng hát modern nè, nghe rất là rõ nè. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Vừa rồi là tổng thể về âm thanh, cấu hình, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của cây đàn guitar Yamaha L6 Gen 1. Và hiện tại thì shop mình đang bán cây đàn này với giá là 15.700.000. Thì tất nhiên là khi mua hàng thì anh em có thể lên Google để chúng ta check thông tin về cây đàn này. Thì chúng ta vẫn thấy là đâu đó người ta vẫn bán cây đàn này với giá là 17, 18, 19 triệu ha. Đó, thì tùy vào shop, tùy vào cách thẩm định của mỗi người. Còn cây này thì mình bán ở mức độ một cây đàn mà nó đẹp, nó hoàn hảo như thế này, thì mình đề xuất cái giá là 15.700.000. Mình nghĩ là hoàn toàn xứng đáng cho một cây đàn như thế này. Và thậm chí có những nơi người ta bán cây này với giá là 13, 14 hoặc là 15 triệu vẫn có. Tuy nhiên nó sẽ xấu hơn và xước xát nhiều hơn. Còn đối với một cây như thế này, nó đẹp như thế này, tất nhiên là trải qua mấy chục năm rồi thì
gọi là hoàn hảo 100% thì một điều rất là khó ha. Nhưng cây đàn này thì nó vẫn còn đẹp, và theo mình thẩm định thì nó đâu đó nó cũng sấp xỉ 90%. Đó. Với giá 15.700.000 là hoàn toàn hợp lý nha. Và chúng ta được tặng kèm cái hộp zin của đàn luôn. Và anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ với mình qua Zalo hoặc là số điện thoại 0373744385. Hoặc anh em nào muốn test đàn và trải nghiệm trực tiếp thì đến shop của mình tại địa chỉ là Sahit Music 7/47 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và bên mình có những ship code toàn quốc cho những anh em nào ở xa. Và khi hàng đến tay thì chúng ta được quyền mở ra kiểm tra, sau đó chúng ta mới thanh toán cho nhân viên ship hàng. Và mình xin kết thúc clip ở đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những clip sau. Xin thân ái chào tạm biệt.